À, hello, chào bạn nha. Hôm nay gì hello, đây? Hello. Hôm nay em cho ăn mồi gì, ăn cái này chết luôn. Thôi tôi cho bạn coi nha. Coi nè. Ở đây là cái gì đây? Đây là gà và gà tre gì á, đây nấu nước mắm. Còn cái này là con gắn gì mà? Gắn mỏng xào lá khách. Bữa không cho ăn con gắn đụng, con ăn mở ăn cái hổ hổ lửa đụng đâu quét mày ăn gắn gì đen lùi nè. Xào nó cách nè. Ủa bữa này ăn vô là đồ nó chết luôn, ngộ độc rồi đồ nó ừ, hổ mang không ta? Rồi này hổ mang chứ. Hổ mang xào nó cách rồi các bạn. Con này hổ mang xào nó cách nè. Cái này là chuối, chuối sống. Đây là hẹ. Đó. Thì bố anh em làm thùng thay là cho nó mưa cái trời sắp sửa mưa các bạn ơi, gió bão bùng. Chung ra thì hôm nay ở nhà cũng đám tiệc xong rồi anh em cũng ngồi lại làm thêm mâm chiều lay rai mà màu rừng. Màu rừng có con gà, mấy gà rừng có con rắn gì hổ mang rừng. Rắn này ông mới lấy trên núi mới mua đâu trên Châu Đốc mới về hay sao? Nó đèn quá thì móc lên coi coi. Cái gì vậy? Cái dầm mắt à. Đúng rồi. Nó già rồi ta. Không xào nó cách thì nhìn nó tối quá nè. Ngày thì nó đâu cắt luôn. Không có nhìn nhà này. Mà nó da nè các bạn ơi. Cũng mấy cái da nè, hổ hổ mang nè các bạn. Thấy ghê không? Hổ mang này đâu mấy ký ta? Hồi nãy nãy nãy. Sao chưa gỡ? Sáu gỡ rồi chắc là làm chắc ba cái nồi đầy này được quá. Dạ đậu quá. Tắt nhạc giùm cái coi. Tắt nhạc đi chút xíu bác. À, trời ơi thấy không? Một gắn này gắn hổ mang các bạn, để làm thân miếng rồi ngon nha. Cái này chấm muối ớt nè. À chết luôn. Chết luôn. Hết cơ. Ừ. Hạ xuống để. Đây là bánh hai mình đó các bạn. Bánh hai. Chùm nhậu sớm. Đây là thằng em dễ, thằng Út. Dương Út. Về hết một mấy á, thằng hồi đó. Đây là xe mình nè. Đây là thằng em dễ thứ 5. Còn nữa mà Út Ca bên kia là con vợ mình. Còn con kia là em gái mình, con mập như heo á. Tôi đèn có bóng máy đâu. Các bạn thấy không á, thấy không á, vậy bà xã đi rồi, hai đứa con ngủ ở đây. Tôi điện ngay cái đầu dây lôn được có uống được. Nhỏ ăn khi thế à. Ngon là làm ăn khi thế luôn ha. Ba giờ ngủ chứ nữa. Thằng kia mới cho tiền đi ra mua con diều ác ôm không? Cho tiền thôi, toàn là mua đồ chơi chơi nó lát nó dục mà. Phí tiền. Nó mong kêu điện cho tài nhắn thì còn cha thì ngồi tâm sự rồi cho biển. Sớm giờ uống lộn nghe đâu. Mới nhậu cách đây khoảng nửa tiếng là làm hết năm lon à. Cái bia này không biết ở Bình Dương mình có ai uống không đây, cái bia này lạ quá rồi mà uống mạnh quá mạnh à. Nó uống nó ngàn ngửa với thầy rồi các bạn ơi, bữa về làm có ba lon rồi nằm một đống luôn. Cái gì không? Ông thầy. À không biết thì sao nghe. Thấy nhiều xe không đủ cũng cái bia này lạ quá luôn mà mình uống xỉn chết. Mấy chục nữa hả? Bia Ruby. Bia ngàn con. Cái độ cồn nó coi, độ cồn của nó là bao nhiêu nghe. Coi nghe. 4.3 100 mấy tích. Còn ổn với còn cái thằng Tiger này 5% đồ cầu 5%. Đồ cầu 5%. Đây là Tiger. Tính ra là cái thùng Tiger này là nó gấp đôi cái thùng Ruby này nè các bạn. Nhưng mà cái này uống mạnh lắm, ngang qua uống hai lon mà về rồi nằm đem ra đầu mà nó xe. Uống cũng được cũng ngon lắm, đi này lạ mình về đây mấy anh này cũng khám phá ngay đi mới này không biết trên mình có bán không nữa. Thì không biết. Nhìn ra thấy cũng ngon. Vậy. Rồi tối có bắt cái đèn sáng trưng cho nó hù quá trời. Á tôi quay clip thì chết luôn. Đây là cái gì đây? Đây là gà và gà tre gì á, đây nấu nước mắm. Còn cái này là con rắn gì mà? Rắn mà không xào lá khách. Bữa không cho ăn con rắn đụng, con ăn mở ăn cái hổ hổ lửa đụng đâu quét mày ăn rắn gì đen lùi nè. Xào nó cách nè. Ủa bữa này ăn vô là đồ nó chết luôn, ngộ độc rồi đồ nó ừ giá hổ mang quá không ta. Rồi này hổ mang chứ. Hổ mang xào nó cách rồi các bạn. Còn này hổ mang xào nó cách nè. Cái này là chuối, chuối sống. Đây là hẹ. Đó. Thì bố anh em làm thùng thay cơ là cho nó mưa cái trời sắp sửa mưa các bạn ơi, gió bão bùng.
chung ra thì hôm nay cũng ở nhà cũng đám tiệc xong rồi anh em cũng ngồi lại làm thêm mâm chiều lai rai mà màu rừng mà. Màu rừng có con gà mấy gà rừng có con rắn gì nhá, không ăn được rắn này ông mới lấy trên núi mới mua đâu trên Châu Đốc mới về hay sao nó đèn quá thì móc lên coi rắn gì trời cái dầm mắt à. Nó già rồi ta. Không sợ nó cách thì nhìn nó tối quá nè. Ngày thì nó đâu cách luôn. Không đi nhà này thì mệt chứ nó. Nó già nè các bạn ơi. Nó già. Cũng mấy cái già nè, hổ hổ mang nè các bạn. Thấy ghê không? Hổ mang này đâu mấy ký ta? Nãy nó gỡ. Sao chưa gỡ? Nó sáu gỡ rồi chắc làm chắc ba cái nồi gì đầy đi quá. Đã đậu quá. Tắt nhạc giùm cái coi. Tắt nhạc đi chút xíu bác. Trời ơi, thấy không? Hổ rắn này rắn hổ mang các bạn. Để làm thân miếng rồi ngon nha. Này chấm muối ớt nè. À, chết luôn rồi. Chết luôn hết trơn. Ừ. Thế nào bán hai mình đó các bạn. Bán hai. Chùm nhậu sớm. Đây là thằng thằng em dễ, thằng thằng Út. Dương Út. Về rất một mấy á. Ở đây là xe mình nè. Đây là thằng em dễ thứ 5. Còn nhỏ mà áo cao bên kia là con vợ mình. Còn con kia là em gái mình con mập như heo á. Tôi để có máy đâu. Các bạn thấy không á, thấy không á, thấy không á. Bà xã đi rồi, hai đứa con ngủ ở đây. Tôi điện cái đầu dây lôn được, có uống được. Nhỏ ăn khi thế á. Thấy ngon làm ăn khi thế luôn ha. Bài giờ ngủ chứ nữa. Thằng kia mới cho tiền đi ra mua nhiều ác ôm không. Cho tiền thôi, toàn là mua đồ chơi, chơi nó lát này dục mà. Phí tiền. Đúng không kêu điện game tàn nhẫn, còn cha này ngồi tâm sự rồi trên biển. Sớm giờ uống rồi nghe đâu. Mới nhậu cách đây khoảng nửa tiếng làm hết năm lon à. Cái bia này không biết ở Bình Dương mình có ai uống không đây, cái bia này lạ quá rồi uống mạnh quá mạnh rồi. Nó uống nó ngàn ngửa với thầy rồi các bạn ơi, bữa về làm có ba lon rồi nằm một đống luôn. Cái gì không con thầy à, không biết thì sao nghe. Nhiều xe không đủ bóng. Cái bia này lạ quá luôn mà uống xỉn chết luôn. Mấy chục đó hả? Bia Ruby. Cái độ cồn đó coi, độ cồn của nó là bao nhiêu nha. Coi nha. 4.3 trăm mấy tít. Còn lộn á, còn cái thằng Tiger này 5% độ cồn 5%. Độ cồn 5%. Rồi đây là Tiger. Tính ra là cái thùng Tiger này là nó gấp đôi cái thùng Ruby này nè các bạn. Nhưng mà cái này uống mạnh lắm, ngang qua uống hai lon mà về rồi nằm đem ra đầu mà nó xe. Uống cũng được, cũng ngon lắm. Bia này lạ, mình về đây mấy thằng này cũng khám khoán cái bia mới này, không biết trên mình có bán không nữa. Tôi không biết. Mình thấy cũng ngon. Vậy. Là người tối bắt cái đèn sáng trưng người ta có hù quá trời. Á, tôi quay clip thì chết luôn.